không? Đừng bây giờ đánh lận, bây giờ không muốn tôi nói mấy vấn đề đó, cứ chuyển qua là đã kích cá nhân, đúng chưa? Rồi xong, chị không hiểu gì về chính trị thì tốt nhất đừng lên tiếng nói. Ok, tôi rồi bây giờ chỉ xuyên tạc thành nó giống như là tôi là không có này kia. Tôi nói thật cái tôi rất là ủng hộ cái vấn đề mà Hằng lôi ông Võ Hoàng Yên ra, tôi ủng hộ chị 100% luôn. Nhưng mà tôi theo chị hoài, tôi coi chị hoài luôn, nhưng mà chị không có lôi. Rốt cuộc là chị chống ai? Chị chống đám nghệ sĩ hay chị chống ông Võ Hoàng Yên? Rồi bây giờ nếu mà chị chống Võ Hoàng Yên thì chị lôi Võ Hoàng Yên lên đi. Rốt cuộc chị nói được mấy đầu cái Võ Hoàng Yên đã đời xong, cái sau này chị cứ hoài linh là chị hết gây người này gây người kia, rồi xong đã vòng vòng có hoài rốt cuộc là giật mặt ai? Tôi cũng biết giật mặt ai, tự nhiên biến thành một cái sân khấu tấu hài. Mày làm gì được cho đất nước kia? Cái kiểu của chị giống bà Nguyễn Thị Kim Ngân quá, cứ làm gì cho đất nước là làm cái gì? Ok, con người ta chỉ cần một tiếng nói phản biện cho đất nước, người ta chửi chủ tịch cũng là làm rồi đó. Ê, mày làm tầm bậy, mày tham nhũng, đó là làm rồi đó, chứ không phải là làm cho đất nước là phải làm là giác cái cuốc các cuốc chết mẹ để nuôi mấy đảng. Mấy chủ tịch đứng gì nè, ok, nhờ chạy tiền dự án, ok, chưa chắc, tôi chưa nói về vấn đề xa hơn nữa. Ok, chồng của chị là một đảng viên và một người đại biểu quốc hội thì phải ít lắm mới chị phải hiểu được cái kiến thức về xã hội. Cái đó là tôi nói thẳng, thì tôi với vai trò bây giờ chị có lên nói chị phản động cũng thừa, hay là bây giờ chị có dẫn chứng ở trong báo công an à, này hồi trước đây ở tù rồi này kia cũng bình thường, tại vì nó làm gì là tôi ở Việt Nam tôi đã chửi cộng sản rồi, chứ không phải là không, chuyện đó bình thường không có gì hết. Rồi xong còn ai nghe là khán giả, là tôi không định chửi khán giả bên ngoài nha. Mình chị, tôi đăng đàn, tôi vừa nói chị mà tôi vừa nói luôn nguyên cái đám cộng sản gì cộng luôn. Ok, cái cách mà nó chăm lo cho người dân, mày trách nhiệm của tụi mày phải làm chứ, có bác sĩ đâu ra đó. Mày nó chở thuốc ở ngoài, nó chở thuốc ở ngoài Đà Nẵng, Nghệ An, con khỉ mẹ gì đó, mẹ mày chở rau vô trong này thúi quắc hết mẹ đó rồi. Mạnh Thường Quân bữa nay chống dịch chết mẹ Mạnh Thường Quân hết, Mạnh Thường Quân nào đôi quá chính phủ ơi. Bây giờ quý vị đang góp nhà góp xe, quý vị đang thiếu nợ ngân hàng, quý vị mở cái tiệm ra, bây giờ đóng cửa, quý vị không mua bán được mà bây giờ cứ đè đầu thu tiền nợ, tiền đâu trả. Quý vị phải nói lên tiếng nha, quý vị nói bây giờ chính phủ không được, phải cách ly con khỉ mốc. Một bó rau, một mớ hành cũng phải để cho người dân chở đi bán. Tôi nói quý vị ở trong miền Nam không có thiếu đồ ăn. Không phải cái vấn đề, không phải là ở trong miền Nam không có đồ ăn, không có thực phẩm, mà cái vấn đề là cái chỗ lãnh đạo ngu dốt. Anh mấy anh làm cho bây giờ giá cả nó đẩy lên như vậy nè. Tôi nói quý vị đây nè, cướp công Mặt Trận Tổ Quốc nhảy ra cướp công từ thiện, mẹ bắt mấy đó đi chợ, người dân thiếu ăn luôn, vô điều trị Covid mà không có tiền để ăn, nó lấy hàng gào với kẽm gai nó gào mẹ nó lại, khỏi ra khỏi vô. Mẹ trách nhiệm của tụi mày phải làm chứ, có bác sĩ đâu ra đó. Mẹ nó chở thuốc ở ngoài, nó chở thuốc ở ngoài Đà Nẵng,